ngồi một mình. Tao lại nhớ đến cái thời mà vô lo vô nghĩ. Anh em tuy không nhiều, nhưng mỗi lần tụ họp thì vui vô cùng. Bây giờ thì mỗi thằng mỗi cảnh, mỗi thằng mỗi ngã. Áp lực của cuộc sống đè nặng lên trên đôi vai. Nhiều lúc chỉ muốn anh em có thể tụ họp quây quần như lúc trước, nhưng mà sao khó quá. Vì anh em mình bước cả đời bằng sự nỗ lực và cố gắng, đâu như người ta. Vào đời chẳng cần gì, vì mọi thứ đã có sẵn. Nhưng thôi, tao hiểu cuộc sống mà, nhất định phải thành công nhé những thằng anh em.